Sư Thích Ca Mâu Ni Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Cho thầy hỏi thăm một chút nào. Hôm nay là ngày thứ 6 rồi, đúng không? Của khóa tu. Các con đã trải qua gần 150 giờ đồng hồ. Có lẽ 150 giờ rồi đến tầm này. Các con có thấy mệt lắm không? Hôm qua là ngày đi lao động hả nhỉ? À, chưa chọn buổi sáng. Hôm qua hai nhóm đi lao động, một nhóm đi bốc gạch, một nhóm đi gọi là khai mương. Thì nhóm nào hôm qua được tiền công nhiều nhỉ? Nhóm bốc gạch đúng không nhỉ? Nhóm bốc gạch hôm qua là được nhà máy trả công bao nhiêu con? 25 hả? À, thầy nghe ông Bảo Lực nói hình như được 17.000 gì đấy. Chính thức là 17.000. Đấy, nhà máy người ta động viên thêm 8.000 là thành 25.000, đúng không? Thế còn nhóm đi vét mương được bao nhiêu con? 20.000 tròn à? 19.000, hợp tác xã cho thêm 1.000 là 20. Đấy, các con thấy đi làm rất vất vả. Thầy nghe các ông báo cáo các con làm rất nhiệt tình, đổ mồ hôi hột ra, rồi xước tay xước chân, mảnh sành này, rồi các thứ mà được có 20.000, 25.000 thôi. Nếu làm đủ ngày thì cũng có thể được ngót nghét gần trăm đấy, đúng không? Càng ngày công, 8 tiếng mình ngót nghét gần trăm. Trong chương trình của khóa tu thì ban tổ chức có sắp xếp sẽ có một ngày để các con đi thực tế lao động con ạ. Vì lao động là vinh quang, lao động là làm lên giá trị con người lắm. Người phải biết yêu quý lao động các con ạ, mới được. Nếu mình không có lao động thì mình sẽ thành người hư hỏng đấy. Lao động thì có lao động cả trí óc, lao động cả chân tay. Các con rõ không? Cả trí óc, cả chân tay phải lao động. Và khi lao động thế mình mới thấy được cái giá trị của cái sức lao động của mình, nó vất vả thế nào. Và các thầy thực sự là muốn các con đi lao động như thế. Dẫu một buổi lao động không phải là dài, nhưng các con được trải nghiệm cái vất vả của người lao động. Và các con trải nghiệm được cái vất vả của cha mẹ khi làm ra đồng lương, ra đồng tiền, ra bát gạo để nuôi các con ăn học đấy. Thế, và tiếp đến chiều hôm nay trong chương trình sắp xếp của ban tổ chức, Thầy sẽ có một buổi chia sẻ, nói chuyện với các con về cái ân đức của cha mẹ, hay gọi là ân đức sinh thành. Nghe không? Các con biết cái chữ sinh thành là nói về ai không? Cha và mẹ đấy. Cha mẹ sinh ra các con, rồi nuôi lớn các con, dưỡng dục các con trưởng thành, cho nên gọi là sinh thành. À, hai bậc sinh thành, ân đức sinh thành. Thì hôm nay á, mình sẽ cùng nhau đi về với cái chủ đề ân đức sinh thành này. Thì kính thưa đại chúng, tất cả chúng ta có mặt ở trên trần gian này là từ cha và từ mẹ. Có cha có mẹ mới có mình. Mình không phải từ trên trời rơi xuống hay từ đất nứt ra như ông Tôn Ngộ Không, đúng không? Ở đây chả có đứa nào, ở đây các con không có đứa nào là từ đất lứt ra cả, hay nhảy bộp một cái từ giữa trời nhảy xuống làm con ông này bà kia. Nhất khoát đứa nào cũng phải có cha có mẹ nè, phải có cha mẹ tác hợp mới sinh ra cái thân cho mình. Thì cha mẹ là đầu mối, là nguồn gốc sự sống của con, sinh ra cho các con cái thân này, nghe không? Và nuôi dưỡng các con để đến hôm nay các con 16, 17, 15, 16, 17, 18 ngồi ở đây trong cái mái chùa Ba Vàng này dự khóa tu mùa hè năm nay. Cha mẹ với chúng ta gần gũi quá hàng ngày, và hàng ngày gặp gỡ cha mẹ. Nhưng các con ạ, thực sự nhiều khi hàng ngày gần cha mẹ mà có thể
Chính vì cái gần như thế mà các con lại sao? Sinh ra nhàm, chán cha mẹ của mình. Đó, không phải là không. Đó. Rồi có khi các con lại sinh ra sao? Có khi là giận trách cha mẹ. À, ở trong đây các con có đứa nào đã từng giận trách cha mẹ chưa? Giơ tay thì xem nào, ai đã từng giận cha trách mẹ nào? Đấy, gần hết cả lớp rồi, đúng không? Đó. Không những giận trách ấy, mà có khi còn sao? Oán ghét cha mẹ luôn, có không? À, ai đã từng oán ghét cha mẹ, giơ tay thì xem, dũng cảm nào hôm nay trước Thầy, trước Phật. Đấy, oán ghét cha mẹ. Rồi, các con ngồi xuống, các con rất dũng cảm, nói được sự thật. Và thưa các con, không phải không có đâu. Trong đó cũng có những con, có những đứa, khi mà oán ghét cha mẹ quá, khởi cả cái tâm gì? Có khi muốn giết cả bố cả mẹ. Khởi tâm thôi. Ở đây các con có nào đã từng khởi cái ý nghĩ đó chưa? À, các con có đứa nào khởi ý nghĩ, giơ tay thầy xem nào. Khởi ý nghĩ đấy, thầy tin là có đấy, không phải không có đâu. Đấy, có một bạn giơ tay. Đây là rất chân thật đấy, các con học các thầy chân thật. Nhà, có đấy, một hai bạn giơ tay. Thầy tin là có, không phải một bạn đâu. Các con ạ, à, chúng ta nhiều khi bố mẹ làm trái ý mình. Mình muốn đi chơi sinh nhật với bạn, hay mình muốn đi du lịch với bạn, hay một cái việc gì đấy, wow, hay là mình đang thích người bạn trai này, bố mẹ cấm, là về khởi ý nghĩ bố chết đi, mẹ chết đi. Đó, không phải không có các con ạ, đây là thật. Hôm nay thầy trò mình sẽ nói những câu chuyện rất thật. Đấy, các con giận hờn cha mẹ, oán trách cha mẹ, ghét bỏ cha mẹ, rồi có khi khởi tâm muốn cả giết bỏ cha mẹ đi. Đấy, không phải không có con ạ. Hôm nay ngồi kiểm lại tâm mình nha, có những cái ý nghĩ đấy. Thầy thì cũng kiểm lại mình hồi bé, thầy cũng đã từng có giận trách cha mẹ, cũng có đôi lúc khởi ý nghĩ cũng oán ghét cha mẹ. Ít thôi, không nhiều. Tất nhiên thầy chưa có ý nghĩ giết cha mẹ bao giờ, khởi ý nghĩ bao giờ. Đấy. Nhưng mà cái khởi những ý nghĩ như thế có đấy các con ạ. Vậy tại sao mà lại như thế hả các con? Cha mẹ sinh ra mình, nuôi dưỡng mình, ôm ấp mình, mà mình lại khởi những cái ý nghĩ như thế. Oán trận trách cha mẹ là có rồi, rất nhiều cả lớp rồi. Rồi có khi cãi cha mẹ là thường rồi, mắng lại cha mẹ, kể cả chửi lại cha mẹ cũng có rồi, đúng không? Không phải không có. Kiểm lại mình là thật như vậy. À, thế thì hôm nay các con ngồi đây với thầy, thầy muốn cùng với các con chúng ta cùng ôn lại, cùng suy gẫm lại, để thấy cái người gần gũi với mình nhất, yêu quý mình nhất đây này, xem cái công ơn của cha mẹ với mình thế nào các con ạ, để chúng ta phải làm lại, tất cả chúng ta phải làm lại. Thầy biết trong các con vẫn còn những người, nhiều người hờn trách cha mẹ, nhưng tất cả hôm nay thầy muốn các con phải làm mới lại, nhìn nhận lại các con ạ, để các con thấy được cái nỗi khổ niềm đau của cha mẹ mình, những cái khó khăn của cha mẹ, các con phải thông cảm được với cha mẹ, hiểu được cha mẹ, chia sẻ những cái khó khăn với cha mẹ, thương yêu cha mẹ, quý cha mẹ. Cho nên đi vào cái chủ đề hôm nay là ân đức sinh thành. Thầy có nghe một cái bài hát về cái ân đức sinh thành. Công đức sinh thành làm con phải hiếu. Ai ơi hãy nhớ công cha. Công cha như lui Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Đấy các con ạ, hôm nay trong kinh Phật có rất nhiều bài kinh Đức Phật nói về công ơn của cha mẹ. Và thưa với các con, Đức Phật là một trong những người
thương yêu, báo hiếu cha mẹ vĩ đại nhất. Phật là bậc vĩ nhân, một con người vĩ đại, tài giỏi, chắc chắn là Phật tài giỏi còn hơn cha mẹ. Nhưng mà Phật cũng lại là người con hiếu thảo với cha mẹ nhất. Đức Phật đã nói rất nhiều các bài kinh các con ạ, để dạy chúng ta hiểu về cha mẹ, thấy được ân đức của cha mẹ. Trong đây Thầy xin trích một vài đoạn trong bài kinh Báo Đáp Công Ơn Cha Mẹ trong kinh Vu Lan đó, để các con cùng nghe, cùng với Thầy, cùng với các chư Tăng, chư Ni, cùng ôn lại, cùng suy nghĩ về công đức của bậc sinh thành. Thầy cũng như các con cũng có hai đấng sinh thành. Cha mẹ của Thầy năm nay già rồi, ngoài 80, gần 90 tuổi rồi. Các sư ông, sư bác đây, các sư cô đây cũng có cha mẹ hết. Các con cũng thế. Ai cũng có cha mẹ. Tất nhiên có thể trong các con có những người bây giờ thì chỉ còn cha mà mất mẹ, hoặc còn mẹ mất cha, hoặc cũng có đứa ở đây mồ côi cả cha lẫn mẹ. Hoặc trong các con cũng có những trường hợp thiệt thòi là cha mẹ không ở được với mình. Có, cũng có trường hợp như thế. Nhưng các con biết có được cái thân này đều phải từ nơi cha mẹ. Mình từ hai giọt máu của cha mẹ mới thành được cái thân mình, tác thành cho cái thân mình các con ạ. Thế thì chúng ta cùng nhau ôn lại, cùng nhau nhớ lại những cái ân đức của cha mẹ để chúng ta phát triển được những cái tính tốt trong con người mình, cái hiếu đạo trong con người mình. Trong kinh Báo Đáp Công Ơn Cha Mẹ, Đức Phật có nói thế này: công ơn của cha mẹ thật là khôn lường, không sao tính kể. Cái hôm ấy Đức Phật cùng với Ngài A Nan là đệ tử Thị Giả và rất nhiều chư Tăng đi trên đường giáo hóa, thì Ngài gặp một cái đống xương rất là lớn, chất đống rất là to, giống như cái Gò Đống Đa của mình cũng là đống xương đấy các con ạ. Thì tất cả đệ tử chư Tăng lại thấy Đức Phật đi đến trước đống xương đấy rồi quỳ xuống lễ cái đống xương đấy. Thế thì Ngài A Nan hỏi Phật là: lạy, kính lạy Đức Phật Thế Tôn, Ngài là đấng cao cả nhất trần gian, tại sao Ngài đi lại lạy cái đống xương khô này? Thì Phật mới nói là: các ông không biết, trong cái đống xương khô này có thể có thân cha mẹ của chính ta nhiều đời, nhiều kiếp trước. Kiếp này bỏ thân ở đây. Cái thấy của Đức Phật ấy các con ạ, là thấy được rằng chúng ta đã luân hồi nhiều kiếp rồi. Kiếp nào chúng ta cũng có cha và mẹ. Kiếp nào chúng ta cũng có. Và sang kiếp này có thể là cha mẹ kiếp trước của mình. Kiếp này không làm cha mẹ của mình, nhưng cái người ấy là cha mẹ kiếp trước của mình. Chết bây giờ bỏ đống xương ở đây. Cho nên Đức Phật lễ xuống đống xương có thân của cha mẹ mình ở đấy. Đấy, các con nhớ. Cho nên với Đạo Phật thì nhìn tất cả mọi người đều là người thân. Mọi người đều cũng có thể đã từng làm cha mẹ của mình trong kiếp trước. Cho nên Đức Phật lễ đống xương. Rồi Đức Phật mới nói: này A Nan, A Nan nghe vậy mới thật bi ai, xót thương cha mẹ công dày dưỡng sinh, mới xin Phật chỉ dạy làm cách nào để báo hiếu song thân. Song thân tức là cha mẹ. Thế thì Đức Phật dạy thế này các con này. Đây Thầy xin trích đoạn trong kinh để các con thấy này. Cha mẹ từ khi mà có thai con, các con nhớ cha mẹ khi mà sinh thân cho các con phải kết thai từ tinh cha huyết mẹ vào kết thành cái bào thai để các con trú vào trong đấy. Nghe không? Đấy, thì theo Đạo Phật thì thấy rõ các con muốn có cái thân thì phải có cha mẹ, và các con nhập trong thai mẹ. Đấy, thai mẹ. Thì thực sự mà nói các con trước khi vào trong bụng mẹ đấy, mình là một linh hồn vất vưởng. Các con hiểu không? Mình là một linh hồn lang thang vất vưởng ở ngoài đường, ngoài chợ ấy, đi lang thang. Đúng là không, cái linh hồn không có chỗ trú đâu. Đi lang thang.
Thế nhưng vì mình có duyên nợ cho nên gặp cha mẹ, người cha mẹ này có nhân duyên với mình, cho nên các con nhập vào trong bụng mẹ. Nên Thầy gọi là đột nhập vào bụng mẹ đấy, nghe không? Lúc ấy mẹ không hề biết mình đâu, cả bố cũng không biết mình là đứa nào. Mẹ sau đó thì mới biết mình có thai. Khi mẹ chậm kinh tôi biết mình là có thai. Có thai nhưng mà cũng không biết con mình là thế nào, nó là con trai hay con gái, không biết đứa nào vào bụng mình đấy, nó xinh đẹp hay nó xấu xí, nó tật nguyền hay nó đầy đủ, mẹ hoàn toàn không biết các con. Cho một người mẹ khi mang thai bao nhiêu cái lo lắng con ạ. Mừng rất mừng mà lo rất lo, nghe không? Thầy cũng đã thấy ở chùa, Thầy được nghe rất nhiều các cô chú lên đây với Thầy có khi lấy nhau cả chục năm không có con, chạy hết thuốc đông tây nam bắc vào đông y tây y đủ hết rồi, xin đi thụ thai nhân tạo mà cũng không thành, mong đứa con vô cùng đấy. Các con thấy cha mẹ rất mong có con đấy, không có cha mẹ nào lại không mong có con cả đấy. Thế nhưng mà khi mà có con rồi, có thai rồi thì cái lo của người mẹ, của người cha rất là nhiều. Thầy chưa, thầy thì không, kiếp này không có cái duyên để làm cha hay làm mẹ, nhưng Thầy được nghe các cô các chú, những người đã làm cha mẹ kể cho Thầy nghe thì khổ lắm con ạ. Nhất là người phụ nữ khi có thai lo vô cùng luôn đó. Mừng là mình có con nhưng mà sau đó là cái lo bảo không biết rồi con mình nó ở trong bụng này nó thế nào, nghe không? Là trai hay là gái không biết, chưa biết vào phải 3-4-5 tháng mới có thể siêu âm được. Nhưng mà Thầy nói như ở Nhật Bản là người ta không cho siêu âm, các con hiểu không nào? Ở Nhật ở một số nước người ta cấm không cho siêu âm trước không, hoặc là người ta không nói giới tính của con vì người ta cũng sợ. Có nhiều khi gia đình ông bà cha mẹ bắt là phải đẻ con trai, con gái là phải bỏ, ví dụ thế. Hay có nhà thì lại thích con gái, con trai phải bỏ. Đấy. Thế cho nên là ở một số nước là người ta không cho biết giới tính của con, nghĩa là có thai là phải đẻ ra. Cho nên bố mẹ thực sự là không biết con mình thế nào, rất lo lắng. Thế nhưng thôi con nào, con trai hay con gái thì bố mẹ đều thương rồi, các con hiểu không? Nhưng mà không biết con mình nó có lành lặn hay không, cái đấy là ai cũng lo đấy. Các con biết khi người mẹ mang thai ấy, mà sao mà chỉ một lần bị cảm cúm thôi là có thể ảnh hưởng đến đứa con. Đứa con sau có thể sinh ra bị sứt môi, bị những cái tật nguyền, bị bệnh đau. Đấy, một lần cúm chẳng hạn hay một cái gì đấy là ảnh hưởng đến con. Cho nên các con thấy cái người mẹ khi mang thai lo lắng cùng cực các con ạ. Thầy được nghe các cô kể, Thầy thấy cảm động ghê lắm. Thực sự đấy các con. Các con hãy tưởng tượng, hãy đặt mình làm mẹ xem. Kể cả mấy đứa trai, các con tưởng tượng nếu mình là mẹ, mình là người mẹ, có thể tưởng tượng được không các con? Tưởng tượng được. Nếu mình là mẹ mình, khi mẹ đang mang thai mình đây này, nhé. Và mẹ sẽ nghĩ thế nào? Đi đứng không lúc nào không nghĩ về con. Không biết con mình nó có khỏe mạnh hay không, nó đầy đủ hết tất cả không. Mong lắm, mong đứng mong ngồi, tâm tâm nguyện nguyện cầu cầu, đi chùa nào đền nào cũng chỉ khấn trời khấn Phật phù hộ độ trì cho con nó được mạnh khỏe, nó được xinh xắn, nó thành người thôi. Đấy. Ăn cũng phải chọn, ăn cái gì phải kiêng cái gì, kiêng khép bao nhiêu thứ. Cho nên khi mà người mẹ mang thai nó khổ vô vàn các con ạ. Bên cạnh đấy là người cha cũng rất là lo. Mẹ lo 10 phần thì cha lo cũng đến 9 phần. Vì là con của mình, nghe không? Nó ra đời nó thế nào đấy? Đấy các con thấy không? Cho nên khi các con vào lòng mẹ là đem cái sự lo lắng vô cùng đến cho mẹ, cho cha. Lo lắng 9 tháng 10 ngày đấy các con ạ. Nhớ, 9 tháng 10 ngày lo lắng không thể được, nhất là người mẹ. Cho nên người ta nói cái công dưỡng dục của mẹ rất là lớn, công nuôi dưỡng của mẹ lớn lắm, vất vả lắm. Ở đây thì Phật nói về công ơn của mẹ này. Điều thứ nhất ấy, Phật dạy
ơn cha nghĩa mẹ 10 phần phải tin. Điều thứ nhất, giữ gìn thái giáo, 10 tháng trường chu đáo mọi bề. Nghe không? Người mẹ trong 10 tháng mang thai, đúng ra là 9 tháng 10 ngày gọi là 10 tháng, là mẹ lo lắng giữ gìn vô cùng đấy. À, thầy nhìn các con ở đây, đa phần các con đứa nào cũng rất xinh đẹp, đầy đủ, là cha mẹ các con đã lo rất nhiều đấy nhé, trong 10 tháng ấy. Bây giờ thầy thử cho các con cứ ôm một cái bịch gạo 5 cân thôi nhé, ôm từ sáng đến tối cho đến đi ngủ cũng ôm, các con thử xem có ôm được không? Mệt không thể tưởng được. Thế mà mẹ phải mang mình đấy. Khi người mẹ mang thai nó tăng lên đến hàng chục cân đấy con ạ. Tăng chục cân đấy, mà phải đi suốt, không rời được. Các con về thử thí nghiệm mà xem. Bây giờ mình đeo một chục hòn, hay 5 hòn gạch các con đeo vào người, lúc nào cũng đeo, nặng vô cùng. Không phải đơn giản. Cho nên người mẹ vất vả lắm. Khi mang thai người sồ sề hết tất cả ra, vất vả vô cùng. Ăn không được, ngủ không được. Nhưng mà các con ở trong bụng mẹ, các con có yên đâu. Còn đạp chứ, còn dẫy chứ có để cho mẹ yên đâu. Thế nên đạp dẫy là nhiều khi mẹ lại vỗ bụng, thôi thôi con, thôi con, mẹ xin con, mẹ xin con, đúng không? Đấy, để cho yên. Đấy, nghe không? Cho nên cái 10 tháng này mẹ lo lắng, cha lo lắng. Thứ hai, cái khổ thai của mẹ là thứ hai sinh đẻ gớm ghê, mà chịu đau, chịu khổ, mỏi mê trăm phần. Đến khi sinh đẻ con ạ, thì túng thật sự là một cái sự gian khổ. Chẳng có ai sung sướng khi đẻ cả. Cho người ta gọi là đau như đau đẻ. À, đây mấy, có mấy sư cô đây đấy, đã có gia đình biết rồi đấy. Sinh con gian khổ lắm. Có phải bình thường đâu. Đau như đau đẻ, đau lắm các con ạ. Thầy nghe mẹ thầy kể khi sinh ra thầy cũng thế, đau vô cùng chứ không phải không. Thế còn có trường hợp khó đẻ còn phải đi mổ, phải rạch bụng ra để lấy các con ra. Đấy, các con thấy mẹ khổ không? Máu huyết rầm rề, mất bao nhiêu máu để có con ra đời. Đấy, nhớ ở đây các con thì chắc tầm tuổi này ít được nghe cha mẹ kể về lúc sinh con ra đời. Thế nào có tò mò thì hỏi con, mẹ đẻ con thế nào? Nghe thì có thể mẹ kể. Đấy, không phải đơn giản. Có nhiều người mẹ sinh con ra xong là chết luôn. Đấy, tức là bị chết, chết mẹ. Đó, cái chuyện đấy đã xảy ra, không phải là ít. Đấy, các con đến bệnh viện phụ sản rất nhiều câu chuyện xảy ra. Người mẹ bỏ mạng khi sinh con. Quá, khi mà cái thai ở trong bụng nó có vấn đề, ảnh hưởng luôn tính mạng của mẹ luôn. Thế các con nghĩ thế mẹ mình thế nào? Nhưng mà khi sinh được ra các con rồi, đau đớn thế nào? Vào, thật là đau đớn, mẹ vẫn rất sung sướng mà có con. Đấy, thầy có nghe câu chuyện có một người mẹ mang thai đến tháng thứ tư thì phát hiện ra mình bị ung thư giai đoạn cuối. Ung thư giai đoạn cuối. Cô ta uống hết tất cả các loại thuốc để cố làm sao kéo dài giai đoạn của mình sống ra, để làm sao để sinh được con ra. Các con ạ, thế nhưng mà cái căn bệnh của cô nó cũng không cho phép. Cô cũng chỉ kéo dài được 3 tháng sau đến tháng thứ 7. Đến tháng thứ 7 thì cô quyết định, bây giờ tôi chết nhưng mà phải cho con tôi sống. Cho nên đề nghị bác sĩ mổ để lấy thai, lấy con ra. Thì tháng thứ 7 ấy con ạ, thai vẫn có thể sống được. Và cô quyết định còn một chút hơi tàn cuối cùng, lên bàn mổ. Mà các anh cứ mổ, tôi có chết cũng được. Nhưng mà các con thấy nếu mà mẹ chết mà sớm chết trước là thai sẽ bị chết theo, con sẽ chết theo. Cho nên cô còn, thế bác sĩ nói thực sự bệnh của cô không thể còn sống nổi được vài ngày đâu nữa. Thì cô quyết định là lên bàn mổ. Và các con biết không, khi mổ ra, lấy đứa con của cô ra, cô nhìn thấy con nở một nụ cười thật mãn nguyện. Và sau đó cô tắt hơi thở, chút hơi thở cuối cùng.
Đây là một câu chuyện hết sức cảm động. Người ta lấy tựa đề câu chuyện ấy là con phải sống. Người mẹ chết để cho con được sống, sẵn sàng con ạ. Người mẹ khi ấy, trong cái hình ảnh ta chụp ấy là ôm tay vào đứa con và nở một nụ cười mãn nguyện khi con mình được chào đời. Xong đó cô chút hơi thở cuối cùng. Câu chuyện, thầy đọc câu chuyện thầy cũng cảm động rất nước mắt. Đấy, các con thấy cái lòng mẹ, tình mẹ đối với mình nó như thế nào? Hết toàn bộ hy sinh cho mình. Cho nên ý, khi sinh nở con ra là người mẹ chịu đau, chịu khổ, mỏi mê trăm phần. Wow. Máu huyết chảy ra như là chọc tiết châu dê đấy. Mẹ bao nhiêu cái gian khổ để mình ra đời. Điều thứ ba thâm ân nuôi dưỡng, cực đến đâu bền vững chẳng lay. Khi sinh các con ra đời, mẹ đau khổ như thế, nhưng mẹ vẫn rất là sung sướng. Có con rồi như được cục vàng, được hòn ngọc ấy các con ạ. Quý con như ngọc, như vàng, đúng không? Chẳng ai có thể quý các con bằng mẹ, bằng cha của mình đâu. Các con có thế nào cha mẹ vẫn quý? Quý như ngọc, thương con như ngọc, như vàng mà. À, đẻ được con ra, vào bế con vào lòng, cha ôm mẹ ấp, hạnh phúc vô cùng lắm. Biết là bao đau đớn, bao nhiêu cái lo phía trước, nhưng có con ra đời là hạnh phúc vô cùng của cha mẹ, của cả gia đình dòng họ. Đấy, có một câu chuyện cũng rất cảm động thầy kể các con nghe. Là người phụ nữ này ở vùng cao, gia đình thì cũng hoàn cảnh không có điều kiện nhiều. À, rồi chồng thì đi công tác xa, cô ấy cũng đến ngày đẻ trở dạ, thì cô ấy quyết định hôm nào phải biết là chỉ ngày mai, ngày mốt là mình trở dạ thôi, mình đẻ thôi. Chồng thì đi vắng xa không về kịp được, thì sáng hôm ấy cô quyết định là phải đi bộ đi xuống dưới núi để xuống trạm xá. Thì bụng mang dạ chửa, trời lại mùa đông giá lạnh, cô có đi được đau, vừa đi vừa đau, đau đẻ. Thì cô ta cứ lết lết thế đi, ở cái vùng cao nó không có nhiều hàng xóm như mình đâu, lết đi. Thì cô đi thì đến khi qua một cái cầu nó chảy qua suối đấy, đau quá, nó đến lúc đau đẻ rồi, không làm thế nào được. Thì cô bảo bây giờ mình nằm ở trên mặt cầu này thì nó lạnh, thì cô mới chui xuống gầm cầu để nằm cho đỡ đau, và nếu mà tôi đẻ thì phải đẻ đấy, cũng không biết làm, kêu có ai được. Thế và đúng nửa đêm hôm ấy thì cô trở dạ và sinh con. Khi đẻ đứa con trai ra đời, cô lấy tất cả, cởi hết cả áo ra, bao nhiêu áo trên người cô cởi ra để cô đắp cho con. Và cô ôm con nằm ở trong gầm cầu ấy. Nhưng các con biết không, sau cái cơn đau đẻ như thế thì cô đã từ trần, qua đời. Sáng hôm sau có người ta đi qua đấy, đi qua cái cầu đấy đấy, thì người ta linh tính thế nào tự nhiên người ta, cái xe của người ta, cái xe máy nó lại chết máy ở chỗ đấy, lạ kỳ. Tâm dừng lại, thì dừng lại để nghe thấy tiếng trẻ con khóc ở dưới gầm cầu. Thì cái cô này mới đi xuống thì nhìn thấy đứa bé trong vòng tay người mẹ. Người mẹ cởi trần, không có manh áo nào trên người, ôm đứa con, mà đứa bé thì lại vẫn sống. Thế là cô này cố đón đứa bé về nuôi. Về nuôi cô cũng không nói cho đứa bé biết cái tung tích nó ở đâu. Mãi đến khi đứa bé lớn rồi, đến khi nó 13, 14 tuổi, gần chạc tuổi các con biết suy nghĩ, thì cô mới nói thật là mẹ nuôi của con thôi, còn mẹ ruột của con đã mất rồi. Mẹ biết chỗ mộ của mẹ con. Con ra đời trong hoàn cảnh như thế đấy. Khi mẹ đi đến cầu, mẹ thấy tiếng của con khóc, mẹ xuống thì
mẹ đẻ của con, mẹ ruột của con đã ôm con trong lòng, mình trần cởi áo quấn cho con, và mẹ con chết trong tư thế ôm con như vậy. Thì cậu con trai nó rất xúc động, nó bảo hôm nay con xin mẹ đưa con đến thăm ngôi mộ của mẹ ruột con. Thế thì người mẹ nuôi đồng ý chở con đi. Thế khi đi đến đấy thì cậu bé mới nói, con xin phép mẹ cho con ở đứng bên mộ mẹ con, mẹ cho con đứng đây một mình với bên mộ mẹ con. Thì người mẹ nuôi này cũng đồng ý đứng ra xa nhìn cậu con trai này. Một lúc sau thì cô ấy thấy cậu con trai này, cậu cởi áo ra, cởi áo lớp áo ấm ra phủ lên trên mộ, cởi áo tiếp ra, cởi hết, cởi trần ra, đứng bên mộ của mẹ trong cái trời mùa đông giá rét. Thế thì người mẹ nuôi mới sợ con nó lạnh, mới chạy đến. Thì nghe thấy cậu con trai nói với người mẹ dưới mộ của mình, mẹ ơi, mẹ có rét như thế này không? Cái đêm hôm ấy mẹ có lạnh như thế này không? Và nó vụt xuống mồ mẹ, khóc, thổn thức. Tức là người con trai này nhớ lại khi mẹ sinh ra mình, vì để cho con được sống, mẹ sẵn sàng chịu cái chết về mình. Đấy, ở đây thầy có thể nói rất nhiều những tấm gương, những hình ảnh nhiều người mẹ. Thầy nghĩ tất cả mẹ của các con ở đây có thể cũng như vậy, sẵn sàng chấp nhận bỏ mạng sống của mình để cho con của mình, những đứa con yêu quý này được sinh, được sống. Đấy là chuyện thật, thầy tin như vậy. Cho nên sự hy sinh của mẹ, của cha, đặc biệt là của mẹ, không thể bút nào tả được con ạ. Sinh con ra thương con như ngọc như vàng là đúng, hơn cả ngọc vàng. Cho nên có câu là gì? Có vàng vàng chẳng hay phô mà, có con nói trầm trồ mẹ nghe. Em thấy không? Cho nên nói cha mẹ quý các con hơn vàng hơn ngọc là đúng. Vàng không biết phô, nhưng mà con mình nó nói được, nó trầm trồ, nó bi bô, nói cho mình nghe được, mình hạnh phúc vô cùng. Đấy, các con thấy đấy là sự thật. Thứ tư, ăn đắng nuốt cay mà để dành bùi ngọt đủ đầy cho con. Cha mẹ khi nuôi các con, nhất là hoàn cảnh những gia đình nghèo khổ, ở đây thầy tin các con trong 500 bạn đây, không phải bạn nào gia đình cũng giàu có. Rất nhiều gia đình, có thể có những gia đình bây giờ khá giả, nhưng trước đây cũng từ lúc cơ hàn mà lên, 15, 17 năm trước, bố mẹ các con có thể cũng rất là những người nghèo khổ vất vả, công chức, nông dân, đều phải khổ sở cả, một nắng hai sương, tần tảo. Nhưng mà các con có thấy, các con đi học về, quăng cái cặp vào trong phòng, ra phòng ăn là đã có cơm để dọn sẵn trong lồng bàn cho mình rồi, nghe không? Hoặc về nhà thấy mẹ đã rau gạo sẵn sàng nấu cơm các con rồi, mà mình có bị đói bữa nào đâu. Không bị đói. Có khi cha mẹ âm thầm nhịn phần ăn của mình cho mình không biết. Mình bảo là hỏi cha mẹ ăn chưa, cha mẹ bảo mẹ ăn rồi, ba ăn rồi, mà để cho mình ăn đấy. Cái này là chuyện thật của thầy. Cái thời của thầy nghèo khổ lắm, ăn cơm độn khoai độn mì ấy. Nhưng mà thầy đi học về thì bao giờ cũng thấy có bát cơm trắng phần. Hóa ra là mẹ ăn hết cái đồ độn này, mì khoai cũng ăn hết rồi, để lại bát cơm trắng cho con ăn. Mà ngày nào cũng như thế, những cái năm tháng ấy con ạ, toàn khoai toàn mì thôi, ăn vào nó nóng ruột nóng gan lắm. Nhưng mẹ ăn hết, cha ăn hết phần ấy để dành cho những đứa con, có gì đâu. Đấy, cho nên đây Phật dạy này, cha mẹ mình làm sao không?
ăn đắng nuốt cay để dành bùi ngọt đủ đầy phần con. Là đúng đấy các con ạ. Các con ngẫm lại xem, chuyện rất thật. Nhất là miếng ăn, cái gì ngon, cái gì ngọt, bùi, béo tốt là cha mẹ dành cho mình trước đấy. Chỉ sợ con mình nó thiếu chất, nó thiếu dinh dưỡng. Nghèo mấy thì nghèo, cũng phải để dành cho con. Đấy, có câu chuyện ông bà già này mù què đấy, nuôi được mấy con gà. Thì bảo thôi ấy, con gà này nuôi để đẻ trứng cho con ăn học, cho nó có trứng ăn, cho nó thông minh. Cho nên mỗi ngày cho con ăn một quả trứng. Còn bố mẹ khi mà đập quả trứng ra rồi còn tí cái lòng trắng nó rớt rớt lại đấy, thì liếm láp một tí đấy thôi, còn dành cho con ăn hết. Đấy, các con thấy không? Cho nên Phật nói đúng lắm. Cha mẹ nào cũng thế, sinh ra con rồi là quý, có khi còn hơn cả thân mạng mình ấy. Quý hơn thân mạng mình. Điều thứ năm, lại còn khi ngủ ướt mẹ nằm khô ráo xê con. Các con mà ngẫm lại hồi bé, hồi bé nuôi con vất vả lắm, sinh nở vất vả như thế mà nuôi con cũng vất vả vô cùng. Khi bé các con ốm đau xài đẹn, nó đủ thứ chứ. Để được cái thân như bây giờ các con bao nhiêu trận ốm rồi, thuốc men, cha mẹ xoa bóp và cạo gió đây, xoa đầu, xông hơi, tắm nước, đủ thứ cho các con mới được đến bây giờ. Mà thầy tin đến như bây giờ các con về mà hơi ốm một cái, sụt sịt một cái là mẹ lại lo, lại sờ đầu xem nóng thế nào, nấu cháo con ăn, đủ thứ. Mà khi bé đúng thế, nếu các con ỉa dầm đái dè thì sao? Cái giường này ỉa dầm đái dè thì mẹ cũng phải làm cái chỗ bẩn, chỗ ướt đấy, để đẩy con vào chỗ trong cho các con nằm, cho nó yên giấc ngủ chứ. Mà các con họ hẹ o e một chút là bố mẹ lại bị thức mất giấc ngủ, không thể nào mà ngủ trọn đêm được đâu. Nuôi các con lúc bé là thế đấy. Đứa nào mà khỏe mạnh ấy thì đỡ, mà không, đứa nào mà yếu là bố mẹ khổ lắm. Nghe không? Cực khổ vô cùng đấy. Nuôi con là cha mẹ gầy mòn heo hắt đi. Mà các con cũng có nhiều khi vì các con mà cha mẹ sứt mẻ tình cảm đấy, vất vả quá. Cái chuyện đấy có thật các con ạ. Cho nên các con thông cảm với bố mẹ mình nhé. Đấy, nuôi con vất vả, vất vả quá. Rồi cha mẹ gằn hắt nhau cũng vì con đấy. Đấy, sứt mẻ tình cảm cũng vì mình, để các con mới thông cảm cho cha mẹ. Thứ sáu, xuống nước nhai cơm, miễn con nó ấm, chẳng ngờm gầm chẳng ghê. Cha mẹ nuôi con xuống nước nhai cơm, tức là gì? Mớm nước cho các con, sợ các con bị sặc ấy. Đây thì con này các con chưa nghe cha mẹ kể lại, cho các con bú bằng cái bình sữa rồi, nhưng mà nhiều khi bình sữa lại cũng sợ nó sặc, thì mình mớm này này, uống nước vào miệng xong mình mớm cho con, thì mình mớm là mình biết từng nào nó uống là vừa, mẹ phải mớm. Rồi nhai cơm, bây giờ thì các con có bột sữa sẵn, nhưng ngày xưa là phải nhai cơm ấy. Nhai từng miếng xong mớm cho con ăn ấy. Như con chim nó mớm mồi cho con ấy. Đấy, con thấy không? Chả gầm, chả ghê gì cả. Các con mà mũi, nước mũi chảy ra, mũi xanh thò lò, mũi xanh xanh lè đấy, ai đâu mà các mẹ là thầy thấy cái rất nhiều, là ngập miệng mình vào mũi con mút chụt một cái, hút cái thò lò mũi xanh của các con ấy, để cho con nó thông mũi, nó không bị tắc mũi. Tại nhưng mà nếu tay mà vắt mũi thì sợ các con đau, sợ con mình đau, cho nên mút đi thì là không đau. Các con thấy mẹ có sợ ghê, sợ bẩn như đâu, không bao giờ nghĩ thấy cái ghê bẩn thì tanh tưởi gì cả, mà đưa mồm vào mút ngay. Vì con đây là giọt máu của mình, là ruột già của mình, mẹ không sợ gì bẩn thỉu tanh hôi gì cả, mút chụt cái mút luôn đấy con đấy. Cho nên cái đấy là cái mà chỉ có mẹ, chỉ có cha mới làm được cho mình mà thôi.
Điều thứ bảy, không chê ô uế, giặt đồ dơ của trẻ không phiền. Cha mẹ nuôi các con dơ giấy bẩn thỉu như thế, nhưng cha mẹ chẳng bao giờ phiền cả. À đây đây, các mẹ đây, các cô đây đã có làm mẹ, thấy rồi, wow. Chẳng bao giờ chê con mình, tã nó bẩn quá, nó đái dầm, nó ỉa đùn ra đấy, chả bao giờ ghê tởm gì cả. À, về các con biết đấy, nhiều khi làm đống thau chậu này, các con thải ra như thế, nhưng mẹ vẫn giặt hết. À, nhớ, đấy, các con thấy mẹ thế nào, mẹ không giặt thì nhiều khi bố phải vào bố giặt cho các con. Đấy, đấy là chuyện rất thật. Để mình được cái tấm thân như hôm nay này là cha mẹ mình vất vả biết bao. Hôm nay các con lớn rồi, một chút rồi, qua khỏi cái thời kỳ ốm đau xài điện lúc bé rồi, cái lúc chưa biết suy nghĩ, 5-7 tuổi chưa biết suy nghĩ, qua rồi. Nhưng cái thời đấy là cha mẹ vất vả như thế đấy. Wow. Này. Thứ tám, chẳng nỡ chia riêng, nếu con đi vắng cha phiền mẹ lo. Các con mà đi xa đi vắng là cha mẹ lo lắng vô cùng, đúng không? Đấy, thầy tin các con hôm nay tuy về khóa tu mùa hè thế này, nhưng ở nhà bố mẹ cũng lo lắm đấy. Đi lên chùa thì tương đối yên tâm, mà các con đi chỗ nào là cha mẹ lo lắm. Nhất là các con mà lại đi du lịch, đi ra ngoài, đi chơi ở đâu đấy, là bố mẹ, thầy nói thật, đi mấy ngày là bố mẹ lo lắng mấy ngày, ra ngóng vào trông đấy. Không phải không đâu, chẳng biết con mình nó đi có an toàn không, đường xá bây giờ thế nào, thế này nguy hiểm lắm, nó đi tắm sông, tắm suối, tắm hồ chả biết, hay lại đuối nước không biết bơi, chuột rút thì sao. Các con đi vắng một ngày là cha mẹ lo một cả một ngày, đi bao nhiêu ngày cha mẹ lo bấy nhiêu ngày, ngủ không yên đâu, nửa đêm thức giấc thảng thốt cũng lại nghĩ cái con, không biết con đâu, nó thế nào nhỉ. Đấy, cho nên Phật nói rất đúng, và nếu con đi vắng cha phiền mẹ lo. Thầy nhớ hồi thầy còn ở cái viện máy dụng cụ công nghiệp, có chị cùng phòng với thầy, có đứa con nó đi học cấp 2, mà cứ đến tầm 10 rưỡi là cái giờ tan học đấy, 10 rưỡi, 11 giờ là chị cứ đi ra đi vào. Chị nói với thầy là chị không yên được, chú Hiếu ạ. Cái giờ này các cháu đi học về, chị lo lắm, cứ ra xong ngóng ra ngoài đường xem vì con mình nó đi qua cái đường này, cứ đi ra đi vào, thầy thấy chị nó cứ bồn chồn. Chị bảo rất lo, không hiểu sao ngày nào cũng thế, cứ đến giờ con tan học là chị đứng ra ngóng xem con mình thế nào. À, ngóng đấy, các con thấy đúng không, cha mẹ bồn chồn lo lắng vắng các con một lúc nào cũng thế, thương vô cùng. Dù là con trai lớn, dù là con gái lớn vẫn lo lắng, không phải không đâu. À, cha mẹ cái tình cảm như thế đấy. Như thế. Điều thứ 9, miễn con sung sướng, dầu phải mang nghiệp chướng cũng cam. Phật dạy cha mẹ điều thứ 9 là miễn làm sao cho các con sung sướng, nghe không? Dẫu mình phải mang nghiệp chướng cũng cam. Thế là thế nào? Tất cả mọi việc cha mẹ làm đều mong cho con cái mình trưởng thành nó được sung sướng, bằng bạn, bằng bè, bằng anh, bằng em, không thua kém. Cho nên cha mẹ làm tất cả mọi việc các con ạ. Nhiều khi ở đây á, có cả những cha mẹ làm những việc phạm pháp. Anh thấy không? Rất nhiều người phạm tội đi, nhưng trong cái việc phạm tội đấy có những việc người ta làm vì con của mình. Cho nên là cha mẹ nhiều khi vì các con mà sẵn sàng chịu tội, phạm pháp. Cho nên Phật mới dạy, dẫu phải mang nghiệp chướng cha mẹ cũng cam. Nghèo quá có khi cha mẹ phải đi ăn trộm, ăn cắp để có tiền cho con đi học. Không đủ tiền mà phải đi trộm cắp đấy, cũng là vì các con. Đi vay, đi giật,
vay của người ta nhiều không trả nổi, trở thành người quỵt nợ, rồi nó đến nó đánh đập, xã hội đen đến đánh đập, cũng là vì các con. Các con đi học đại học ở nhà, tiền làm không đủ để nuôi cho con học phí, đi vay vay nợ lãi này này, lãi rất cao, thầy đã thấy như thế rồi. Rồi đến lúc là không trả được thì xã hội đen nó đến nó đòi, họ đánh đó. Thế rồi có khi nó bắt mình đó. Rồi vay nợ của ngân hàng để cho con đi học thì không trả được thì ngân hàng ta đưa mình ra tòa này. Thì các con thấy không? Rất nhiều những chuyện khác nữa, nhưng cha mẹ vẫn làm đấy để vì các con đấy. Đây là chuyện rất thật đó. Cho nên các con thấy cái sự hy sinh của cha mẹ vì mình tất cả, mong cho con mình nó được bằng bạn bè, sung sướng bằng anh bằng em đấy. Các con thấy để mình chấp nhận mình phạm pháp, mình chấp nhận tù tội đi đấy, để cho con mình được sung sướng. Tính sao có lợi thì làm, chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm đấy. Cha mẹ cứ tính sao thấy có lợi cho con mình là mình làm, không màng kẻ gì tội lỗi bị giam bị cầm nè, bị giam bị cầm. Cái lo cho con cái, thầy thấy cái này là một cái đặc biệt của tất cả cha mẹ. Có những nhiều câu chuyện cảm động lắm các con ạ. Có ông bố người Trung Quốc đấy, con ông bị bệnh máu trắng, thì ông đi làm cái này này các con này, ông biết làm gì không con? Ông đi ra chỗ bến xe đấy, ông mặc cái áo, ông viết chữ lên người ông là bao cát thịt người, bao cát thịt người, để cho mọi người ai thích tập á, muốn đấm đá thì đấm ông cái, đấm ông cái là thì ông xin là được 10 đồng tiền Trung Quốc đấy. Ông để cái giỏ xin tiền ở phía trước, xin mọi người hãy đấm tôi là bao cát thịt người, và đấm tôi thì cho tôi xin 10 đồng. Thế thì cũng có người, cũng có thanh niên, người ta chơi, người ta nghịch, người ta đến, người ta đấm, người ta bỏ đấy 10 đồng. Và ông ngồi đấy, ông xin cả ngày. Về sau cũng có người họ tò mò hỏi ra, thì ông mới biết là ông có một cậu con trai, nó bị bệnh máu trắng. Bệnh máu trắng chữa rất nhiều tiền, nó mất phải đến 10 vạn nhân dân tệ. Rất nhiều tiền, tính ra là phải mấy tỷ bạc. Nhà ông làm gì đủ tiền, ông chấp nhận mang cái xác của ông ra để cho người đánh đập, đấm đá để xin tiền chữa bệnh cho con. Đây là câu chuyện có thật các con ạ, câu chuyện có thật, gọi là bao cát thịt người, gần đây thôi các con. Thế có người bố, con đi học không đủ tiền học phí, mình đạp xích lô không đủ tiền thì vào trong bệnh viện bán máu của mình để lấy tiền nộp học phí cho con. Chuyện đấy đã xảy ra ở đâu, không ở đâu xa, ngay ở Uông Bí này thầy được biết, vào bán máu. Thỉnh thoảng chú lại đi bán máu vì đến kỳ nộp học phí của con mà, là phải đi đạp xích lô thì ngày được ngày không, còn phải cơm ăn nước uống, nhiều cái chi phí bán máu của mình để lấy tiền cho con đóng học. Đấy là chuyện thật các con ạ. Điều thứ 10, chẳng ham trau chuốt, dành cho con các cuộc thanh nhàn, thương con như ngọc như vàng, ân cha nghĩa mẹ sánh bằng Thái Sơn. Phật dạy cái điều thứ 10, cha mẹ khi sinh con rồi, nuôi con thì không đặt nặng việc trau chuốt nữa. Nghe, ở đây rất nhất là các mẹ. Đó. Mà tất cả những cái gì đẹp đẽ là muốn dành cho con, muốn con mình, con gái nó phải xinh và con trai nó phải đẹp. Các con cứ hỏi mà xem, chả mẹ nào không muốn con gái mình phải xinh, xinh như hoa khôi, con trai mình phải đẹp, đẹp như người mẫu, cha mẹ nào cũng thế. Cho nên mình có thể bớt phần mình đi, đáng nhẽ tiền này để mẹ mua bộ áo cánh này cho đẹp,
bố diện cái này nhưng có khi sẵn sàng để dành tiền để cho con nó bộ quần áo cho đẹp, để cho con nó đẹp, mình sung sướng hơn. Đấy là chuyện thật. Trừ khi những gia đình thật khá giả thì không nói, còn những gia đình hoàn cảnh có khó khăn là cha mẹ như thế đấy. Các con hiểu không? Thế và các con biết ấy, trong câu chuyện gia đình nó cũng rất nhiều chuyện mà nhiều khi vì để giữ cho các con mình nó được yên đấy. Tất nhiên các con thấy có những gia đình không phải bố mẹ hòa hợp với nhau đâu, trong các con đây chắc cũng thế. Nhưng nhiều khi đó bố với mẹ giận nhau thì mẹ lại phải giấu cái nỗi buồn này để cho con nó không khổ. Hoặc đi đến công sở cơ quan, mẹ nhiều khi phải diện hơn, biết là có khi là bố là ngoại tình đi chăng nữa, nhưng giữ để cho các con được yên ổn, để cho bạn bè người ta thấy được mình bình thường. Cha mẹ, mẹ đến cơ quan khi phải diện hơn, để cho không ai biết là mình có chuyện gì cả, phải giấu hết tất cả đấy con ạ. Đấy, đấy là những câu chuyện mà làm cha làm mẹ nhiều khi phải giữ. Cái câu chuyện gia đình thì nó nhiều thứ xảy ra, nhưng mà bố mẹ nào cũng vẫn nghĩ về các con, trong đó vẫn có cái nghĩ lo cho các con. Này, này, dành cho con các cuộc thanh nhàn, thương con như ngọc như vàng, ân cha nghĩa mẹ sánh bằng Thái Sơn. Đúng thế, cha mẹ chỉ muốn dành cho các con tất cả những cái gì đấy thanh nhàn mát mẻ nhất. Cha mẹ gánh cái phần nặng cho mình, phải không? Chịu thương cúi khó để lo cho mình. Đấy, các con hôm nay ngồi cùng với Thầy ôn lại công ân của cha mẹ. Đúng thật. Bản thân Thầy trải qua năm nay hơn 50 năm tuổi đời rồi, nhớ lại công ơn của cha mẹ, Thầy cũng thấy hết sức là cao quý. Thực sự mình không biết làm thế nào đến bao giờ để đền đáp hết công ơn cha mẹ, hy sinh vô cùng. Thầy nhớ hồi bé Thầy ốm rất nặng, có lần Thầy ốm tưởng chết đấy. Thầy bị thấp khớp mà suýt nữa nó chạy vào tim là chết đấy. Thế mà ông cụ nhà Thầy phải cõng Thầy đi học, cõng Thầy đi học ấy. Thế còn bà cụ thì chạy ngược chạy xuôi, thuốc thang đủ các thứ, rồi phải bóp cho Thầy suốt cả đêm vì nó đau. Cái bàn chân của Thầy nó sưng lớn, là bà mẹ Thầy suốt đêm bóp cho Thầy. Mà có hôm Thầy mở mắt ra thì thấy cụ buồn ngủ quá, vừa bóp vừa quạt, một tay thì bóp một tay thì quạt để cho Thầy ngủ. Mà thấy cụ mệt quá, cụ tựa vào cái bờ tường, cái tường nhà đấy, tay vẫn đặt lên đùi con, một tay cái quạt rời ra, cụ nằm cụ ngủ. Lúc ấy chắc khoảng Thầy nghĩ khoảng độ 2 giờ sáng. Thực lúc ý Thầy, lúc ý nó trào dâng lên trong lòng mình, mới thấy cái tình mẹ, tình cha với mình thật lớn lao. Những cái nhịn ăn để cho con là chuyện thường, đúng không ạ? Thật sự nhắc đến công ơn cha mẹ, không ai mà không cảm động. Hôm nay mình ôn lại cái công ơn của cha mẹ, để đây Thầy mong tất cả các con thấy được cái ân đức lớn lao của cha mẹ, mà mình xoay lại. Trong các con có những đứa đấy, vừa nãy các con đã giơ tay nè, rất chân thành, chân thật đấy. Mình có những lúc hờn trách cha mẹ, cãi lại cha mẹ, oán giận cha mẹ, ghét bỏ cha mẹ, muốn bỏ nhà mà đi. Hôm nay các con nghĩ lại, dù các con đủ cha đủ mẹ, hay chỉ có cha hoặc chỉ có mẹ, hoặc ở với bà, hoặc ở với ai vắng cha vắng mẹ, thì các con vẫn biết mình có cha mẹ. Nhưng cha mẹ thật sự vẫn rất thương yêu các con. Chỉ vì hoàn cảnh thế này hay thế nọ, không thể chăm sóc, không gần gũi được, đành phải bỏ các con thôi, chứ không có cha mẹ nào không yêu quý con cả. May mắn cho tất cả những đứa con mà còn cha mẹ bên cạnh, các con phải thấy cha mẹ thật là yêu quý.
có mắng mình, mắng đánh mình, phải không? Thì cũng là vì mình đấy. Chẳng ai đi đánh cái ông người dưng, vì con là giọt máu của mình, phải mắng, phải dày, phải đánh đòn để cho con mình được ngoan, được tốt. Và đấy là thật lòng của cha mẹ. Đấy. Vậy nên các con phải suy ngẫm thật kỹ nhé. Hôm nay trong cái thời đại bây giờ, các con nghĩ kỹ về cái tình cảm cha mẹ. Nè, các con suy nghĩ đi. Vì cha mẹ chỉ có một ở trên đời. Không thể các con làm ra được cha mẹ đâu. Cha mẹ không còn nữa là mình mồ côi. À, đấy, mồ côi thì khổ lắm ai ơi, các con biết rồi. À, dù như thầy giờ 50 tuổi mà mất cha mất mẹ, thầy vẫn thấy mình trống trải. Chứ không phải như các con đâu. À, vì thầy vẫn hướng về quê, vẫn biết ở nơi đấy có hai người thương yêu mình. À, hai người hy sinh cả cuộc đời vì mình. Vẫn rất hạnh phúc các con ạ. Nhưng nếu mà một ngày nào thầy trở về ngôi nhà ở quê, quê xưa, vắng bóng, bóng không có cha, không có mẹ, thì nó trống trải biết bao. Các con thấy không nào? Cho nên còn cha còn mẹ là hơn mà. Mất cha mất mẹ như đờn đứt dây. Các con nhớ nhỉ? Cha mẹ mình dù thế nào vẫn là người thương yêu mình nhất. Mắng mình, đánh mình, trách mình bao nhiêu cũng vẫn là vì thương mình. Các con phải nhớ. Thì các con phải sẽ thực tập nhé. Thực tập mỗi khi có việc gì giữa mình và cha mẹ thì các con hãy tĩnh tâm lại, suy nghĩ cha mẹ nói điều này có phải vì mình không? Cha mẹ giận mừng mình, bực mình cũng lại vì mình thôi. À, mình tĩnh tâm lại chút, cha mẹ vì mình đấy, mà thật là muốn mình tốt hơn, hay hơn. Nếu các con không lỗi lầm, các con là những đứa con tốt, con ngoan, thì chẳng bao giờ cha mẹ mắng mỏ mình cả. Đúng không? Nhưng mình có lỗi lầm, có sai sót, cho nên cha mẹ mới dày la mắng mỏ. Cho nên có câu sao? Yêu thì cho roi cho vọt mà, ghét thì cho ngọt cho bùi. Cha mẹ thương con mình là như thế đấy. À, yêu con phải roi vọt, phải mắng, phải rúa rèn để cho các con nên người. Đấy, nếu mà không rúa rèn, không mắng mỏ, không dạy dỗ thì các con không nên người được. Đó. Thế thì hôm nay mà thầy qua cái buổi chia sẻ này, cả thầy cùng các con cùng ôn lại ở đây nhé. Thầy thì 50 năm cuộc đời, các con 10 năm, 17 năm cuộc đời rồi. Cùng nhớ lại ân đức sinh thành của cha mẹ. À, vì thường á, cha mẹ ở với mình hàng ngày, các con khó phát hiện ra cái tình thương yêu của cha mẹ. Nhưng thật lòng là như vậy đấy. Cha mẹ không lúc nào không lo lắng cho các con đâu. Các công các việc, làm bao nhiêu việc đầu tắt mặt tối cũng vì các con cả đấy. Tất cả vì các con hết đấy. À, quên ăn, quên ngủ cũng vì các con. Tính toán mọi việc cũng vì các con. Bây giờ các con học cấp 3 rồi này, là cha mẹ lại rất là lo cho cái kỳ thi đại học sắp tới. À, kỳ thi hết cấp rồi vào đại học. Sao mà lại có cái người tốt thế? Các con bây giờ đi ra ngoài đường một chút là phải trả tiền. Phải không? Chả có gì, lên xe một cái là cũng phải trả tiền. Ra ngoài uống cốc nước cũng phải trả tiền. Chỉ có cha mẹ là không phải trả tiền. Mà miễn phí cho các con tất cả mọi cái, hết cả cuộc đời, chẳng phải thanh toán. Cho nên mới có câu làm sao? Con nuôi cha mẹ kể ngày kể tháng, cha mẹ nuôi con không kể tháng ngày. Con nuôi cha mẹ thì tính tháng, tính ngày. Đó. Mai mốt rồi mẹ già, cha yếu rồi, có mấy anh em bắt đầu phân công nhau. Chị nuôi mẹ mấy tuần, xong đến phiên em. À, thế là hai ông bà già cứ lóc cóc đi hết nhà đứa này, lại quay vòng đến nhà đứa kia, hết hạn là phải đến nhà đứa kia. Con thấy có khổ không? Đấy. Các con thấy khổ không? Nếu đến lúc tuổi già rồi, cha mẹ mà các con nuôi cha mẹ kiểu thế có khổ không?
Các con hãy nghĩ rằng dù mình ăn rau, ăn cháo, dù mình nhịn đói, mình cũng sẵn sàng nhận nuôi cha mẹ mình. Và dù mình nhịn đói, mình cũng nuôi cha mẹ mình, vì cha mẹ nuôi mình đến bây giờ có tính toán gì đâu. Cả một đời hy sinh cho mình, tại sao đến khi cha mẹ già lại mình lại thế? Thầy có xem một cái clip mà người ta quay được một cậu thanh niên vào bệnh viện mà cậu chửi mẹ cậu không ra cái gì. Bà mẹ bệnh tật đi viện mà cậu đến ấy, cái câu chuyện này hình như ở dưới cái bệnh viện bãi cháy Quảng Ninh của mình. Bệnh nhân xung quanh ta quay được cái hình ảnh cậu này, cậu xì vả mặt bà mẹ, sao bà không chết sớm đi, bà cứ suốt ngày hết bệnh tật này đến bệnh tật kia, chúng tôi còn phải làm ăn chứ. Con dai đấy, nói với mẹ thế đấy các con ạ. Thầy xem xong cái clip này họ đưa trên Facebook, thầy đau thắt hết cả ruột, không thể nghĩ được. Cậu đấy ngồi cạnh cô vợ của mình đó, xỉa vào mặt bà mẹ mà nói câu như thế, sao bà không chết mẹ bà đi, bà cứ suốt ngày hết bệnh này đến bệnh khác, đau khổ vô cùng các con ạ. Các con đừng bao giờ là cái người con ấy, đừng bao giờ. Thầy nghĩ người mẹ ấy chắc là ruột đứt từng khúc đấy, xót xa lắm. Bà mẹ ngoài 70, cậu con trai này chắc khoảng 40 tuổi, gần 40 tuổi. Chỉ vào mặt bà mẹ, chửi bà mẹ như thế. Người bệnh nhân ở xung quanh ta quay được cái hình ảnh, ta đưa lên clip. Rất xót xa các con ạ. Nhớ, hôm nay mình ôn lại công ơn của cha mẹ, ân đức sinh thành. Nhờ, các con nhớ, nhờ, Phật cũng thế, Phật cũng nhớ ơn cha mẹ vô cùng. Thầy mong tất cả các con ở đây, 500 đứa vào khóa sinh của khóa tu mùa hè này, các con nhớ về ân đức cha mẹ bằng những việc làm cụ thể hàng ngày. Ngày mai kết khóa rồi, ngày kia về các con lại gặp cha, gặp mẹ. Tối mai có thể có những cha mẹ đến đây đón các con về. Thì các con được sống trong vòng tay của cha mẹ. Các con phải làm mới mình, nhớ. Và luôn luôn nghĩ, đây là người thân thiết nhất của mình. Không ai thân thiết hơn bằng cha mẹ của mình đâu. Không ai gần gũi ruột già bằng cha mẹ của mình đâu. Công cha như núi Thái, nghĩa mẹ như nước nguồn, là đây đấy. Cha mẹ dù mắng mình này, trách mình này, phạt mình này, khi cha mẹ mắng mình, trách mình, phạt mình thì lúc ấy các con hãy bình tĩnh suy nghĩ, cũng vì mình đấy, để đừng có phản ứng bất hiếu với cha mẹ. Các con nhớ, cha mẹ mắng các con cũng bình tĩnh suy nghĩ, và để cho cha mẹ mắng cho hết cơn giận đi, rồi sau đó có duyên các con phân tích lại. Còn nếu không, các con cứ thuận ý cha mẹ đi đã. Cái tuổi các con bây giờ là cái tuổi mà hay ngang ngạnh đấy, phải không? Hay ngang ngạnh, hay cãi cha mẹ và nghĩ là mình mới là giỏi, đúng không? Hồi bé các con 4 tuổi, 5 tuổi thì cha mình là cái gì cũng là nhất, mẹ mình cái gì cũng biết. Vào 9 tuổi, 10 tuổi thì suy nghĩ cha mẹ mình là kho tàng tri thức. Nhưng mà 11, 12 tuổi lớn em bắt đầu bảo, ô, hình như bố mình cũng có cái này không biết. Nên cái tuổi này của các con này, bố mẹ mình nhiều cái không biết gì. Ông bà lại nhà quê không biết gì cả. Cha mẹ, bố mẹ chả hiểu gì cả. Bắt đầu trách bố mẹ đấy. Cái tuổi này các con là cái tuổi hay phàn nàn, hay trách móc cha mẹ nhất. Chúng con mới biết, chúng con mới hiểu. Các con thấy không? Đó, nhé. Cái tuổi này các con hay trách cha mẹ nhiều lắm. Thì hôm nay vào ôn lại cùng với Thầy Thái Minh về ân nghĩa cha mẹ, các con hãy bớt trách móc cha mẹ, bớt giận với cha mẹ, mà phải nhận thấy tình yêu thương từ cha mẹ. Các con phải thấy mình là máu của cha mẹ, có phải không? Tất cả thân thể các con là do cha mẹ cho mình đấy. Các con mà xứt một cái thái rau mà đứt một cái móng, cái ngón tay này chảy máu, mẹ đau như mẹ bị đứt tay.
Đây là chuyện thật. Ai dung cảm với mình được như thế ngoài mẹ, ngoài cha mình? Chỉ có cha mẹ đấy. À, các con mà tai nạn hay làm sao là mẹ dù ở xa trăm cây số cũng cảm nhận được cái chuyện đó. Thì có cha mẹ thôi chứ. Cái linh cảm, tình cảm giữa cha mẹ, con cái nó đặc biệt như vậy đấy. Từ trong lòng mẹ, mình rút máu của mẹ ra để thành thân cho mình, thì các con biết thế nào? Cha mẹ hy sinh vì mình, sẵn sàng chết để cho con mình được sống, để cho con mình được thành người. Cho nên có câu gọi là hy sinh đời đời bố mà củng cố đời con là thế đấy. Nhiều ông bố nghĩ như vậy, chấp nhận mình bây giờ mình kém cỏi, mình nhục để cho con mình nó được vinh hiển, được thành đạt. Nhiều người dám như thế. Thế thì các con suy nghĩ nhé. Hôm nay sau buổi này, Thầy chia sẻ với các con này, các con về nhà sống trong mái ấm gia đình. Dù một gia đình mái nhà thế nào, có thể cha mẹ mình chưa phải là toàn diện. Các con cũng biết cha mẹ có cái khó khăn của cha mẹ. Cha mẹ các con cũng chưa phải người hoàn thiện, có phải không? Mình đừng đòi hỏi cha mẹ mình phải là người hoàn thiện, phải là người mẫu mực tất cả. Cha mẹ các con cũng rất nhiều cái khó khăn, không phải là hoàn thiện đâu. Đừng nghĩ cha mẹ mình phải giống như ông là Obama, hay là giống như ông Putin, hay giống như là bà thủ tướng nào đấy. Không phải thế. Cha mẹ mình cũng là con người bình thường, một nông dân, một cán bộ công chức bình thường, cũng hàng ngày lao động. Nhưng cha mẹ mình đặc biệt với mình là tất cả vì mình, vì các con, yêu thương các con nhất trên đời, không ai bằng. Không ai bằng cha mẹ yêu thương các con nhất. Đấy. Đấy. Thì trong các ứng xử với cha mẹ nhé, Thầy muốn qua cái buổi nói chuyện này rồi, các con sẽ thay đổi. Mỗi khi định cãi lại cha, định mắng lại mẹ, thì nghĩ không được. Cha mẹ là lo cho mình đấy, người ruột thịt nhất của mình đấy, nghèo, đã ôm ấp mình bao nhiêu ngày tháng đến hôm nay. Và Thầy cũng rất mong sau buổi nói chuyện hôm nay các con về, nếu gặp cha mẹ, các con vẫn có thể nói được lời gì? Xin lỗi cha mẹ nhé. Lên chùa thì các con biết có thể nói con sám hối cha mẹ cũng được. Mười mấy năm qua, kể từ con chưa biết gì, từ lúc con bé con không biết gì, nhưng từ khi con biết, con có những điều gì lỗi lầm với cha mẹ, bất kính, bất hiếu với cha mẹ, cãi lại cha mẹ, làm cho cha mẹ đau khổ vì con, thì con xin lỗi, sám hối cha mẹ. Con xin sám hối bố, con sám hối mẹ. Tối ngày mai trong chương trình kết khóa, có một chương trình rất đặc biệt để các con được bày tỏ tình cảm của mình với cha mẹ. Các con sẽ múc nước rửa chân cho cha mẹ trong chương trình tối mai. Các ông đã chuẩn bị thau chậu hết rồi. Và nếu bố mẹ các con mở lên ấy, thì sẽ bố mẹ sẽ được ngồi trên ghế. Các con sẽ mỗi đứa bưng một thau nước đến rửa chân cho cha mẹ. Đôi chân mà đã đi vạn nẻo quan san, xây xước tất cả để kiếm đồng tiền bát gạo nuôi các con. Nhớ, ngày mai các con sẽ nâng chân lên rửa chân cho cha, rửa chân cho mẹ với tất cả tình thương yêu. Và cũng lúc ấy Thầy cho các con sẽ nói cái lời xin lỗi cha mẹ. Hôm nay qua khóa học, khóa tu tại chùa, con nhận ra con với cha mẹ thật là mối liên hệ đặc biệt. Con có những lỗi lầm, những năm tháng đã qua, xin lỗi bố mẹ tha thứ cho con nhé. Và con yêu bố mẹ nhất, và con yêu quý bố mẹ nhất. Bố mẹ mãi mãi là chỗ nương tựa cho chúng con. Nghe chưa? Đấy. Thì buổi pháp thoại hôm nay Thầy xin được dừng ở đây. Thầy xin chúc tất cả các con sẽ là những người con biết chuyển hóa, biết yêu quý cha mẹ và làm cho cha mẹ mình được hạnh phúc. Nhất là sau này khi cha mẹ
ra đi, cha mẹ tự hào về các con là những đứa con ngoan, những đứa con có hiếu. Chúc tất cả các con sẽ thành công. Các con cùng chắp tay với Thầy, hướng về cha mẹ của mình. Dù cha mẹ còn sống hay cha mẹ đã khuất, cha mẹ ở với mình hay không ở với mình, cùng với Thầy tâm nguyện. Kính lạy cha, kính lạy mẹ, chúng con hôm nay tất cả xin hướng về cha và mẹ, hai đấng sinh thành cao cả. Chúng con là giọt máu của cha, của mẹ. Chúng con xin sám hối tất cả những lỗi lầm chúng con đã gây ra, làm cho cha, cho mẹ đau khổ. Chúng con nguyện sửa chữa các lỗi lầm này, nguyện sẽ là người tốt, nguyện là người con hiếu thảo, đền đáp công ơn sinh dưỡng của cha mẹ. Chúng con yêu quý cha mẹ như thiên thần, như Phật trong tâm của chúng con. Nguyện đời đời kiếp kiếp chúng con được có cha mẹ, được phụng dưỡng cha mẹ. Hôm nay nơi Phật đài này, chúng con xin gửi tâm thành này lên mười phương chư Phật, mong chư Phật chứng cho chúng con chuyển tâm thành này, cầu cho cha mẹ chúng con nếu còn hiện đời được mạnh khỏe, bình an, trường thọ. Nếu cha mẹ chúng con đã khuất, được an lạc siêu sinh. Cha mẹ ở xa chúng con cũng được an lạc. Cha mẹ ở với chúng con cũng được an lạc. Chúng con một lòng thành kính cầu xin chư Phật chứng minh, gia hộ cho lời khấn nguyện này của hết Thầy chúng con. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Ơn nghĩa sinh thần, con nào lấy chi đến đáp? Nghĩa mẹ công cha, làm sao đo đếm cho vừa? Ngày nào thơ bé cha yêu con, bước đi mỗi ngày mẹ nhìn theo, muốn con nên người mai này ngẩng lên với đời. Công đức cao vời, thân gầy và mưa dãi nắng. Chào, bạn có thể chia sẻ cảm nhận, những suy nghĩ của bạn sau buổi pháp thoại ngày hôm nay được không? Sau buổi pháp thoại ngày hôm nay thì mình cảm thấy rất là xúc động về những gì thầy Minh đã nói. Thầy làm cho mình cảm thấy rất là muốn về nhà để có thể báo hiếu lại cho cha mẹ của mình. Qua những gì thầy nói thì mình đã rút được rất nhiều những thứ mà sai lầm trước kia mà mình đã phạm phải đối với cha mẹ, với những cái suy nghĩ của mình dành cho cha mẹ của mình, những suy nghĩ xấu. Như thầy trụ trì đã nói là tiếp tục ngày mai chúng ta sẽ được rửa chân cho bố mẹ của mình, thì qua đó mình sẽ có thể thể hiện được sự thay đổi của mình, thể hiện được sự biết ơn, và qua đó thì có thể cho thấy bố mẹ mình có thể vui hơn vì mình đã có thể thay đổi. Khi mà trở về nhà thì mình sẽ giúp cho bố mẹ về những công việc nhà, như là
lau dọn nhà cửa, nấu cơm, rửa bát, quét nhà, những việc mà mình có thể làm được vào lứa tuổi này. Và khi mà lớn lên thì mình sẽ làm được những việc mà phù hợp với lứa tuổi khi mình lớn lên. Sau khi nghe bài giảng của thầy thì cảm xúc của em rất là xúc động. Và em nghĩ đến bố mẹ của mình, thấy rất thương bố mẹ. Ngày đêm vất vả tần tảo để làm việc để nuôi chúng em. Trước hết thì mình sẽ xin lỗi bố mẹ. Xin lỗi bố mẹ, sau đó thì có những việc làm cụ thể để báo hiếu cho bố mẹ. Và cố gắng học tập thật tốt, nghe lời khuyên dạy của bố mẹ. Biển rộng trời cao, làm sao lấy ước đo lường. Nào con đâu hiểu bao buồn lo, dắt chim mối hận mi mẹ cha. Thoáng qua tuổi già, con nhìn mẹ cha mất rồi. Mẹ ơi cha ơi, mẹ ơi cha ơi.